Rồi. Cái bằng bằng cái này là Camtasia. Nào, tìm hiểu về Camtasia. Và những cái lớp, những cái lớp mà có tính trừu tượng rất cao đến mức mà không thể tạo được class đối tượng của lớp đó thì người ta gọi là lớp trừu tượng, hay là abstract class, đúng không? Ví dụ là lớp geometric là lớp hình học, đúng không? Là một lớp rất trừu tượng, do đó nó phù hợp để trở thành một abstract. Rồi thì thứ nhất là mình tạo abstract class đã, đúng không? Bây giờ tạo abstract class thì sẽ tạo như nào? Rồi đầu tiên vẫn là tạo class như bình thường, đo animal như này thôi, đúng không? Rồi thì làm nào để nó trở thành class abstract? Đơn giản là thêm từ khóa abstract vào thôi, đúng không? Thì mình sẽ thêm vào đó. Đây, đúng không? Đấy, thì nó trở thành gì? Class abstract rồi, nó khác hẳn so với class main này, đúng không? Nhìn nó có hai cái gạch ở đây, đúng không? Thì đưa từ khóa abstract này lên phía trước public được không? À, đưa trước đây được không? Được không? Được không? Vẫn bình thường nha. Không, chẳng khác nhau gì, vẫn thế. Tại vì nếu mà hai thằng này nó xếp chung là nó vẫn là modifier thôi. Xếp chung mà nhóm nó là nhóm modifier nhé. Nó không phải là asset modifier mà là nhóm chung modifier. Không, là các từ khóa liên quan đến modifier ấy. Được nhá. Thì đầu tiên thì là cách tạo abstract class thì là như này, đúng không? Thì tạo như này thì nó là một lớp trừu tượng rồi. Đúng nhá. Rồi thì lớp trừu tượng thì nó sẽ có cái gì, nó phải khác với cả class bình thường chứ, đúng không? Thì nó khác gì với class bình thường? Anh em. Nó khác gì với class bình thường? Không có abstract là như nào? Nó khác gì với lớp bình thường nào? Bây giờ phân biệt xem nó khác gì với lớp bình thường đã. Về từ khóa nó khác từ khóa abstract rồi, đúng không? Hình dạng nó khác rồi. Đấy, nhìn thấy đúng không? Nhưng mà cái trong trong cái này của nó phải khác khác cái gì, đúng không? Trong cách sử dụng nó phải khác gì, đúng không? Thứ nhất là gì? Về phương thức đi. Phương thức đi. Abstract method là phương thức, đúng không? Abstract method, phương thức trừu tượng là những phương thức được khai báo declare nhưng mà không có phần thân và không được triển khai, đúng không? Tức là không được, không phần thân tức là không được triển khai. Thì không được phần thân có nghĩa là như nào? Phương thức đấy như nào? Đây ví dụ như là phương thức main như bình thường này, có một phương thức main như này thì gọi là phương thức bình thường, đúng không? Đây là phương thức bình thường. Thì phần thân nó ở đâu, từ đâu đến đâu gọi là phần thân? Đấy, đúng không? Cái khối scope này chính là phần thân đây, đúng không? Cái này chính là gọi là phần thân đây, đúng không? Thì thằng này phương thức abstract thì nó sẽ không có phần thân, đúng không? Abstract này thì phương thức abstract nó phải bắt đầu bằng từ khóa là abstract, đúng không? Ví dụ như tạo ra một cái phương thức void không trở về đi, void gọi là method abstract. Đấy, bây giờ mình có thể triển khai ra như này được không? Không, đúng không? Bây giờ khách xem nó bảo gì? Make method not abstract, đúng không? Tức là tạo nó là not abstract, hoặc là abstract method cannot have a body, tức là body là không có cái body này, mà là không có cái body này, đúng không? Cái này gọi là body, đúng không? Phần thân này. Một là bỏ abstract đi, hai là bỏ cái body ấy đi. Vâng, thì bây giờ mục đích của mình đang là tạo ra phương thức abstract, đúng không? Thì mình phải bỏ body đi. Phải ở đây. Đấy, đúng chưa? Thế thì thằng class này nó có thể có phương thức bình thường không? Đó, bây giờ tạo phương thức bình thường nhá. Void.
method normal. Đây. Tám nhà gì thì có được không? Như này bảo nào. Add method body tức là phải add cái phần thân vào. Một là phải add phần thân vào đúng không? Hoặc là OD declare abstract tức là phải khai báo với abstract, hoặc là mình phải gì? Add body vào. Đúng không? Thì đây là nếu mình tạo ra phương thức bình thường thì mình phải add body vào. Add body vào. Add body vào thì vẫn bình thường mà. Đúng không? Cái dấu chấm phẩy này thậm chí còn không không cần nữa. Đúng không? Dấu chấm phẩy bên trong được. Phải nó bị sao? Không sao, không lỗi. Không lỗi nhá. Dạ. Thì sao phương thức bình thường ở trong abstract nó không bắt buộc phải chấm phẩy. Đúng không? Cái chấm phẩy này coi như là không tồn tại thôi. Đơn giản là nó không tồn tại, không cần thiết, đúng không? Đấy. Như là nhiều khi mà anh em thi những cái kiểu lưng cao ấy, nó hay bẫy cái số chấm phẩy này, nó cho vào trong này hỏi xem có lỗi hay không. Đấy. OCE chả, OCA, OCP chả. Đúng không? Mà nó cho ở đây nó bảo là comply có lỗi không? Đúng không? Không sao. Rồi thì tức là class này vẫn có phương thức khai triển được và phương thức abstract đúng không? Có cả hai. Đúng chưa? Khác với class bình thường, đây là class bình thường thì class bình thường này có thể là tạo ra phương thức abstract được không? Đây, em có thể tạo phương thức bình thường được không? Thì nó bảo cái gì? Bây giờ kích vào. Add method body này, một là phải có body này, hai là phải là non abstract, là không có abstract đúng không? Thì thử add body vào xem được không? Add body vào, vẫn lỗi nhá, đúng không? Vẫn lỗi. Thì nó chỉ ở đây là gì? Make method not abstract, tức là phải không có thử có abstract. Đúng không? Click vào đây, not abstract thì mới được. Thì tức là phương thức, nếu mà class bình thường thì không thể có phương thức abstract được. Đúng không? Hoặc là class này nó đang báo ở lỗi ở trên này có nghĩa là sao? Nó yêu cầu phải đổi class này thành abstract. Đúng không? Make main abstract này, đúng không? Tức là tạo cái class main này với abstract thì mới được. Đấy, và thứ hai là phải sửa cái này là gì? Hoặc là load abstract, hoặc là không có body. Đúng không? Bỏ body đi. Đấy. Đúng chưa? Thì cái này có nghĩa là sao? Class bình thường thì không thể có phương thức abstract đúng không? Nhưng mà với class abstract thì có thể có phương thức abstract và lại có thể có cả phương thức có phần thân nữa. Được chưa? Nhá. Rồi, thì cái câu cuối cùng này nhá. Cái câu này nhá, phương thức trừu tượng được bổ sung phần thân tức là implement, tức là được triển khai, tức là triển khai ở lớp con. Triển khai ở lớp con có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải có một cái thằng class con kế thừa lại đúng không? Và nó sẽ triển khai ở đây. Được chưa? Thì bây giờ là bây mình đã mới tạo ra class cha thôi. Bây giờ anh tạo ra class con nhá. Trai. Ừ, chó. Chó. Thích chó thì cho chó nhá. Thì bây giờ chó sẽ kế thừa động vật này, đúng không? Extend animal. Rồi, thì bây giờ nó báo đỏ ở đây này. Bắt buộc phải là gì? Implement method. Đúng không? Class dot must either delete abstract hoặc là khai báo abstract này, hoặc là implement abstract method. Method abstract ở bên animal. Đúng không? Đấy. Thì ở đây mình có thể là nếu mà như này mình có thể ấn phím alt enter này. Tắt là alt enter nhá. Hoặc là mình có thể kích vào theo cái lỗi này và ấn vào cái màu xanh này là tự nó sẽ fix ra cái bảng này, hoặc là ấn alt enter thì tự động nó sẽ hiện ra là cho mình implement cái method đấy, và mình ấn tiếp enter nữa thì nó sẽ override cái phương thức sang, nó ghi đè cái phương thức ở bên thằng cha sang. Thì bắt buộc mình phải triển khai, và khi triển khai thì sao? Cái phương thức này ở bên này nó là phương thức abstract này, được chưa? Nó đang triển khai thằng này này, triển khai thằng này thì sang bên class con thì phương thức của nó lại khác, nó lại có đầy đủ phần thân, đúng không? Thì nó sẽ được giải thích cho cái câu này. Phương thức trừu tượng được bổ sung phần thân tức là triển khai ở các lớp con. Bổ sung phần thân đúng không?
và được triển khai ở group con. Đây này, bổ sung phân thân chính là thằng này, và triển khai ở đây. Thì khi thằng này kế thừa thằng cha thì bắt buộc nó phải triển khai. Ví dụ anh thêm một phương thức nữa thì thằng kia bắt buộc nó sẽ phải triển khai nhé. Check tiếp IMP method animal method hoặc animal đi, and await đi, and await nhé. Thật nặng. Đây, đây cũng là phương thức object, nhưng mà phương thức này nó khác với phương thức kia ở cái gì? Nó khác phương thức đầu tiên ở cái gì? Có kiểu dữ liệu trở về đúng không? Có kiểu int này, vẫn là phương thức object thôi đúng không? Thằng này là phương thức void, thằng này là có kiểu trở về thôi đúng không? Thì bây giờ nhá, thằng này báo đỏ này, mình thêm một phương thức object vào bên class này đúng không? Thì tự động bên này nó báo đỏ này, nó bắt nó phải gì? Triển khai đúng không? Nó bắt phải triển khai cái thằng object đấy, đúng chưa? Thì lại phải implement method thôi. Đấy. Thì thằng này là phương thức có dữ liệu trở về đúng không? Thì phải có return. Được chưa? Thì mỗi khi mình tạo ra gì? Phương thức abstract thì mình cần phải là gì? Triển khai ở bên class con, nếu như có class con kế thừa thằng animal này. Còn class còn cái phương thức bình thường này thì có cần không? Có cần triển khai không? Không, đúng không? Nó chỉ bắt triển khai những phương thức abstract thôi. Rồi, ok. Qua đoạn này nhá. Xuống dưới. Từ khóa object được sử dụng để khai báo lớp trừu tượng và phương thức trừu tượng này. Thì đoạn này mình demo rồi đúng không? Đây object class đây, demo object đây. Rồi đây phương thức trừu tượng đây, đúng không? Phương thức tính diện tích và phương thức tính chu vi. Thì đây là cách mình biểu diễn bằng sơ đồ. Cái này thì mình vẽ thôi, đúng không? Thì kế thừa mình sẽ dùng cái mũi tên rỗng nhanh như này. Rồi bây giờ mình đi số các tính chất nhé. Thứ nhất này, không thể tạo đối tượng của lớp abstract đúng không? Thì lớp abstract là cái lớp chung chung, nó có biết là cái object mình tạo ra nó là cái gì đâu, đúng không? Cho nên là nó không cho việc khởi tạo đối tượng là đúng không? Đúng không? Ví dụ như là lớp hình học hay lớp động vật này, mình khởi tạo ra đâu biết nó là động vật là cái gì đâu, đúng không? Thì bây giờ thử khởi tạo xem nó có lỗi không? Đây, bây giờ mình sẽ khởi tạo thằng animal ở đây nhá. Animal và lưu animal. Đấy, nó không được à. Tại bình thường nó sẽ phải là không có phân thân như này. Này, đúng không? Đây. Nó bảo là gì? Animal e object cannot be instant. Không thể tạo instant với cái thằng object này được. Đúng không? Yeah. Thì nó không được khởi tạo đối tượng nhá. Tính chất thứ nhất nhé, lớp abstract có thể có các thuộc tính và phương thức bình thường, cái này vừa nói rồi đúng không? Một lớp chứa phương thức abstract thì lớp đó phải là abstract đúng không? Nó đã chứa phương thức abstract thì lớp đó bắt buộc phải là abstract rồi. Vừa lấy nói như lớp bình thường làm sao chứa phương thức abstract được, đúng không? Đây đúng không? Một lớp không phải là abstract kế thừa từ một lớp cha abstract thì phải implement tất cả các phương thức abstract của lớp cha. Đúng chưa? Cái thằng này chính là không phải lớp abstract này, thằng dog này này. Không phải abstract đúng không? Mà kế thừa lớp abstract thì bắt buộc phải triển khai tất cả các phương thức abstract của lớp cha. Đúng không? Rồi tiếp theo. Một lớp abstract kế thừa từ một lớp cha abstract thì có thể không implement các phương thức abstract của lớp cha. Đấy, lưu ý nhá. Nếu như mà cái thằng lớp kế thừa lớp con ấy mà nó lại là một lớp abstract mà kế thừa thằng cha cũng là abstract thì nó lại ngược lại với class bình thường. Xem nhá, bây giờ anh sẽ điều chỉnh thằng dog này thành lớp abstract này. Bây giờ cho thằng dog thành abstract thì bây giờ anh comment lại cái triển khai này. Đấy, thì có cần phải triển khai đâu, nó có báo lỗi đỏ ở đây không? Không đúng không? Thì khi mà thằng lớp con này cũng là lớp abstract thì nó không cần phải là gì? Triển khai các phương thức abstract của thằng cha. Không cần thôi nhá, còn nó vẫn có thể là ghi đè ra bình thường. Hoặc là ghi đè một thằng thôi cũng được. Còn nó không bắt buộc nhá. Nó không bắt buộc. Được chưa? Đấy, thì giải thích cho câu này, một lớp abstract kế thừa từ một lớp cha abstract thì có thể không triển khai các phương thức abstract của lớp cha. Tiếp câu này,
Thì hôm trước mình học về từ khóa file này có nghĩa là gì? File là để chặn kế thừa đúng không? Nhưng mà bây giờ cái lớp abstract mình tạo ra với mục đích gì? Mục đích là để làm lớp tra, lớp trừu tượng, mà để cho lớp khác nó kế thừa đúng không? Thì bây giờ lại dùng mấy file để làm gì nữa? Mâu thuẫn đúng không? Một thằng là muốn tạo ra kế thừa xong xin một thằng lại cho vào để chặn kế thừa. Đúng không? Thì có phải là mâu thuẫn không? Thì cái từ khóa file này nó chỉ dùng cho class bình thường thôi. Nó không đúng nghĩa với khi mà dùng mấy abstract đúng không? Bây giờ mình thử đưa file vào để chặn kế thừa thằng animal này. File ở đây nhá. File đây. Nó còn không nhắc lệnh cơ, đúng không? File nó còn không nhắc lệnh cơ. Đúng không? Mình kích vào xem nó lỗi gì. Make animal not final. Đấy. File and abstract nó không đi cùng với nhau được, đúng không? Đấy, nó báo là file và abstract không đi cùng với nhau được. Yeah. Thì bây giờ cái thằng animal này tạo ra mục đích là để cho class con kế thừa mà bây giờ lại chặn chặn cái việc đấy thì nó phải là mâu thuẫn nào thì phải lộ nó sẽ không đi cùng với cả check được nhá. Được chưa? Rồi thì tương tự phương thức abstract thì cũng không thể là file được. Đúng không? Cái phương thức abstract mình tạo ra là mục đích để thằng con nó triển khai mà. Con nó ghi đè mà, đúng không? Ghi đè là triển khai thôi. Đúng không? Mà bây giờ lại cũng đưa file vào để chặn thì là không được. Ví dụ ở đây mình cũng sẽ cho từ khóa file vào đây. File vào đây. Đấy. Thì cũng không được đúng không? Kể cả anh cho gì thằng này là gì? Thằng này là phương thức bình thường nhá, cả class bình thường nhá. Đó là class bình thường. Đúng không? Đây, thì nó sẽ báo bên này là gì? Cũng không thể file đi cùng kèm với abstract được đúng không? Phải tạo là gì? Method. Phải tạo method load file. Từ đây thì nó sẽ tạo load file. Đúng không? Thì mới đúng. Được chưa? Thì dùng file với phương thức và class thì đều sai. Không thể chặn. Kế thừa cũng không thể chặn file với abstract được. Không thể chặn kế thừa và không thể chặn ghi đè. Đúng không? Rồi, về check class thì ok rồi anh em. Thôi. Ví dụ đầu tiên à? Ví dụ đầu tiên cái này á. Không thể là đối tượng đấy. Ừ. Đấy, bây giờ anh bỏ ra file đi nhá. Implement lại cái thằng này cho nó đỡ lỗi, được chưa? Rồi. Bây giờ là gì? Animal như này đi. Đây. Nó bắt là phải gì? Triển khai luôn cái thằng này luôn. Nhưng mà vẫn lỗi này. Bình thường mình triển khai đối tượng là như này đúng không? Như này đúng không? Nếu class bình thường như main như này đúng không? Main nó khởi tạo main này. Main main bằng lưu main như này. Được không? Đúng không? Thì thằng animal đâu có khởi tạo được đâu. Đây nó bảo là gì animal y abstract này, tức là nó là abstract này. Không thể có tạo instance với nó được. Đúng không? Ừ. Này nha, bây giờ nha, đây. Thằng con đây. Không, em đã tạo ra class này mà kế thừa cái thằng cha thì bắt buộc nó phải 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 implement mà. Ừ, ý em là cái này là abstract á hay như nào? Đây, thì bây giờ tạo ra nó bắt buộc nó phải như này rồi đã đúng không? Không triển khai đây á. Ờ rồi thằng này là abstract này, thằng này không ghi đè đúng không? Rồi thằng này không ghi đè thì không sao cả. Dạ. Ừ, thằng bên gì?
Thằng BG là con của thằng Dot gì? BG. Bây giờ thằng này extend thằng gì? Dot gì? Đúng không? Có chứ. Thằng này class bình thường mà. Đúng không? Thì nó vẫn phải bắt implement method của thằng ông nội. Ý bạn này là thế đúng không? Thằng này nó đã kế thừa thằng này đúng không? Kế thừa thằng này thì bắt buộc thằng này nó phải vẫn phải triển khai cái phương thức của ông nội thôi. Bây giờ tạo thằng chó này không phải đáp trách đi. À, xem class bình thường thì sao nhá. Bây giờ vẫn cho triển khai đây. Cho triển khai bình thường nhá. Bây giờ thằng BG extend dog xem không triển không không được được không nhá, được đúng không? Nếu class bình thường thì nó không cần phải triển khai đúng không? Class bình thường mà kế thừa thằng dog này, BG kế thừa dog thì nó không bắt buộc phải triển khai cái phương thức của thằng animal này đâu nhá, không bắt buộc phải triển khai này, nó chỉ đúng khi thằng này cũng là abstract thôi. Đúng khi thằng dog này vẫn cũng là abstract không? Rồi, xem thằng abstract nếu như mà thằng dog này triển khai rồi thì thằng BG cần triển khai nữa không? Lại không cần triển khai nữa. Đó. Thằng dog triển khai rồi, thằng kia lại không cần triển khai nữa. Bây giờ thằng dog này không triển khai này. Thì buộc thằng dưới lại phải triển khai này. Đấy, đúng không? Ừ, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Rồi. Ok thì cái đấy IDE nó tự fix tự hỏi cho mình rồi, tạo ra là nó sẽ báo được mà, đúng không? Đấy mới biết là bọn lập trình IDE nó thông minh đúng không? Rồi, không thể tạo đối tượng. Đoạn này hết rồi nhá. Hết đoạn tính chất của các object rồi nhá. Hết rồi nhá. Đi xuống nào. Bây giờ nó đến thằng interface. Interface là một cấu trúc tương tự như lớp nhưng chỉ chứa các hàng số và các object method. Thì trước tiên là tạo interface như nào đã, đúng không? Thì nào đi vào cách tạo interface á, đúng không? Interface này chúng ta khóa ra, đúng không? Đấy. Thì tạo interface thì anh em cứ tạo như class bình thường như này thôi, đúng không? Nhưng mà mình sẽ kích vào cái thằng interface màu xanh ở dưới này. Thì interface mình tạo ra thì lên đặt cho nó chữ y đầu tiên, rồi sau đó là tên của interface, ví dụ là test đi, đúng không? Như này. Rồi, thì đấy là cách tạo interface, đúng không? Thì đầu tiên là mình sẽ chọn cái chữ màu xanh ở phía dưới, cứ tạo class như bình thường thôi. Rồi chọn interface ở dưới, đặt tên, quy tắc đặt tên thì lên đặt chữ y ở phía trước để mình phân biệt đấy là mình tạo ra interface. Có chứ, thì bây giờ đi vào xem nó class nó khác gì. Sao nhé? À, đúng rồi, bộ interface thì nó phải là tạo class chứ. Em phải tạo class chứ. Nó có từ khóa nói mà. Đấy là cách tạo tắt bằng ngoài IDE thôi. Còn bản chất là mình phải tạo bằng từ khóa thì nó phải tạo như này. Có nhiều thứ biến. Thì nó phân loại ra thôi. Ví dụ như tạo abstract này đúng không? Từ khóa để nó tạo mà. Ví dụ như là abstract thì nó phải thêm abstract vào thì nó mới thành abstract class được chứ đúng không? Nó quy định như thế rồi thì phải theo gì đó. Quy định bằng từ khóa. Tạo ra class thì tạo ra một asset modifier phải là từ khóa này đúng không? Nó quy định bằng các từ khóa rồi thì phải theo chứ. Đúng không? Thì tại sao nó sinh ra các từ khóa khác nhau và khi mà mình tạo ra không được phép trùng tên với từ khóa là vì thế đúng không? Mỗi từ khóa nó đều có ý nghĩa riêng của nó rồi chứ. Đúng không? Tạo thư mục hay là tạo package không được trùng tên từ khóa đúng không? Hay là tạo class cũng vậy đúng không?
Rồi. Thì interface là một lớp cấu trúc tương tự như lớp này nhưng chỉ chứa các hàng số và abstract method. Thì câu này có nghĩa là gì anh em? Chỉ chứa các hàng số và abstract method. Ví dụ như anh khai báo biến này trong này là int a to đi bằng 1. Bây giờ anh có gán lại nó bằng 2 được không? Đây. Nó là gì? Rồi thì giải thích cho câu này này. Ở đây nó là gì? Chỉ chứa các hàng số. Hàng số thì không thể gán lại giá trị được đúng không? Đúng rồi. Mặc định nó là final rồi. Thì mặc định nó final thì mình thêm final vào nó có thừa không? Final. Đấy. Nó không bị lỗi đúng không? Nhưng mà nó ẩn đi kìa. Có nghĩa là gì? Nó thừa. Không cần thiết đúng không? Mặc định nó đã là final rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thì tí nữa mới nói về cái đấy. Tiếp theo là nói về method đã đúng không? Đây này, giải thích cho câu này đã. Abstract method đúng không? Abstract method có nghĩa là gì? Phương thức ở trong này bắt buộc phải là phương thức gì? Abstract đúng không? Ví dụ như là void. Display đi, đó. Như này. Mình có triển khai ở đây được không? Không đúng không? Đây. Báo lỗi gì? Đây. Make display default. Hoặc là cannot have a body. Tí nữa mình nói về cái thằng default sau. Đầu tiên là theo cái dòng chữ trắng đó, interface abstract method không thể có body đúng không? Đây. Không thể có body. Đúng không? Hoặc là phương thức trả về ở đây cũng vậy, đúng không? Int sum chẳng hạn. Tham số đi. Int number 1. Đấy, int number 2. Đấy. Có thể có tham số đúng không? Thì mình cũng không thể triển khai như này được. Nó bảo là gì phải có không có body. Như này, đúng không? Đấy thì giải thích cho câu nói này là gì? Interface là một cấu trúc tương tự như lớp nhưng chỉ chứa các hàng số là một này và các abstract method. Interface quy định các hành vi chung cho lớp triển khai nó. Thì các lớp triển khai nó cũng tương tự như là gì? Như là abstract class thôi, ví dụ như class thường đúng không? Mình tạo ra impl đi, tạo ra một cái thư mục impl, có nghĩa là viết tắt của từ implement. Ở cho đây luôn nhá. Ở đây. Thì bây giờ anh tạo một class bình thường ở trong cái package này. Get impl như này. Thì bây giờ mình sẽ triển khai thằng interface đúng không? Bằng cách là cho implement cái thằng itest này đúng không? Đấy thì nó bắt buộc nó sẽ phải triển khai các phương thức gì? Phương thức abstract cũng giống như thằng abstract vừa lại class vừa lấy rồi đúng không? Nó bắt buộc phải triển khai này. Được chưa? Thì giải thích cho câu nói là gì? Interface quy định các hành vi chung cho các lớp triển khai đó. Hành vi chung thì có nghĩa là nó sẽ có hai class cơ đúng không? Mới là hành vi chung được. Ví dụ bây giờ mình tạo ra class nữa, hành vi chung nhá. Thì nào? Test 2 đi. Test 2 impl. Thằng này cũng implement cái thằng interface itest. Đúng chưa? Đấy, thằng này khi mà nó implement nó cũng phải bắt buộc phải triển khai hai cái phương thức đấy. Đấy thì đây có phải là hành vi chung không? Hai cái này là hành vi chung không? Hành vi chung cho tất cả các class triển khai đó đúng không? Quy định hành vi chung đúng không? Thì thằng này coi như là nó hành vi chung cho hai thằng này. Đúng không? Nó có thể có hai class implement vào đây đúng không? Triển khai thằng này thì nó quy định là hành vi chung. Rồi, từ khóa interface ở định nghĩa interface đây. Đây như vừa lấy là tôi thắc mắc này. Tấn à? Tấn thắc mắc cái từ khóa này đúng không? Từ khóa interface để định nghĩa interface rồi đúng không? Đây này, từ khóa interface định nghĩa interface. Thì nó là định nghĩa ra interface thôi. Rồi bây giờ cũng đi vào các tính chất giống như abstract nhá. Định nghĩa một interface tạo ra một kiểu dữ liệu mới.
Thì cái cũng giống với class thôi đúng không? Khi tạo ra một class là định nghĩa ra một kiểu dữ liệu trong Java rồi, thì interface cũng vậy. Không thể tạo đối tượng của interface cũng tương tự giống abstract đúng không? Giống với thằng abstract là không thể tạo đối tượng với interface được. Đúng không? Thử xem nhá. Bây giờ mình có thể là interface ở đây được không? I test đúng không? I test. Vậy I test bằng new I test được không? Như này. Đấy, cũng không tạo được nhá. Không khởi tạo đối tượng được. Giống nhau ở cái điểm đấy nhá, không khởi tạo cùng đều không khởi tạo đối tượng được. Interface không thể chứa các phương thức không object đúng không? Lát nữa mình nói đến những thứ đặc biệt sau. Thì cứ là khai báo ra phương thức là gì? Không có phần thân à, phương thức triển khai đây là chết rồi. Void triển khai. Triển khai. Nếu phương thức triển khai nhá thì là chết rồi. Được chưa? Thì bắt buộc đó phải là gì? Phương thức không object á, đúng không? Bắt buộc là interface có thể gì? Có thể thiết kế để khai báo các phương thức chung của các lớp không liên quan với nhau. Đấy, vừa anh nói xong đúng không? Vừa demo xong. Ba nữa, thứ tư. Để làm interface bổ sung cho việc Java không hỗ trợ đa cái thừa. Đúng không? Thì tại sao nó lại hỗ trợ cho việc Java không hỗ trợ đa cái thừa nhá? Thì bây giờ nhá, anh cho một cái interface 2 đi. Cho một interface nữa. Đi i test 2 nhá. Rồi. Thì bây giờ anh có thể là cho cái thằng này cái implement liền lúc hai thằng được không? I test 2. Đây. Đúng không? Được, đúng không? Với abstract à, với class thì có được như này không? Làm trước bài kế thừa rồi đúng không? Như này là chết luôn. Extend như này chết luôn đúng không? Nhưng với interface thì implement được. Thế nó mới dùng từ khóa là implement chứ không phải là extend. Là triển khai thôi chứ không phải kế thừa. Đúng không? Nó phân biệt từ khóa ra. Nó chỉ là triển khai thôi chứ không phải là kế thừa nhá. Đấy. Thì thường cái này nó là quy định là hành vi chứ không phải là class cha giống như kiểu abstract. Cho nên tại sao sinh ra abstract và interface. Đúng không? Thằng này như kiểu là các hành vi thôi. Như ở các chức năng ấy đúng không? Chức năng và hành vi thôi. Được chưa? Thì nó có thể là implement nhiều interface được đúng không? Ngoài ra thì thằng với interface và interface thì nó kế thừa thì thông qua từ khóa nào? Interface có thể kế thừa interface được không? Vẫn được nhá, nó vẫn nhưng mà từ khóa nó không phải implement nữa mà nó vẫn là extend như bình thường thôi. IC test 2. À đây là test bình thường đúng không? Test như này vẫn được đúng không? Mà bây giờ tạo thêm test 3 nữa đi. Xem đấy. Vẫn lấy xem như class mà đúng không? Bây giờ anh tạo ra thằng 3 nhá. Thằng 3 thì bây giờ thằng 2 có thể là extend hai thằng một lúc được không? Ai bảo được, ai bảo không được. Thế thì gọi gì là bổ sung cho tính đa cái nữa. Đấy, extend đấy. Class thường thì chết ngoắc đúng không? Class này có thể extend dog và bacteria và extend dog và extend animal được không? Đây, chết ngoắc đây đúng không? Đúng không? Tích vào đây, class không thể là gì? Extend multiple class đúng không? Không thể là mà kế thừa nhiều class được. Nhưng mà ông interface này ông khác, ông extend được. Thế mà gọi là nó bổ sung cho tính khuyết tật về đa kế thừa của Java chứ đúng không? Cái interface sinh ra để bổ sung cái sự khuyết tật đấy đúng không? Bổ sung cho sự tàn tật đấy đúng không? Được chưa? Đấy, thế là về interface nhá. Nói chung là interface nó bổ sung cho tính gọi là khuyết tật về đa kế thừa. Thì nó có thể là interface với interface thì vẫn là extend thôi đúng không? Nhưng mà với class và interface thì nó phải là implement. Đấy, nhớ cái hát từ khóa phân biệt ra. Interface với interface thì nó vẫn là extend nhá. Nhưng mà với class mà triển khai interface thì nó dùng từ khóa này. Được chưa? Và nó bổ sung cho tính khuyết tật về đa cái thừa cho nên là có thể là dùng nhiều được.
Impedance nhiều được và Xtend nhiều được đúng không? Rồi, bây giờ đi đến những cái thứ đặc biệt đấy. Đi đến những cái đặc biệt đấy. Vừa nãy mình nói là interface chỉ chứa các phương thức abstract đúng không? Nhưng mà đến bản phiên phiên bản mới thì nó bổ sung thêm hai từ khóa cho interface là nó có thể triển khai được phương thức bình thường. Giống như abstract luôn. À, mình phải nhớ hai từ khóa đấy là default. Thôi. Method normal. Cái này là lương cao một tí, nó thường thường thì trong OCA nó mới hỏi. Chấm phẩy ở đây có được không? Chấm phẩy ở đây được không? Được hết, không lỗi nhá. Được chưa? Ngoài ra có static nữa đúng không? Static. Void. Này int đi. Int. Mai đi. À, để xăm đi theo cho đúng nguyên lý làm chồng của Java đúng không? Một int number hai thì cái này nó sẽ chết bởi vì sao? Trùng tên và trùng cả tham số nữa, đúng, bê thêm một tham số nữa đi. Thì thằng này phải triển khai nữa đúng không? Sorry, đây là phải tên biến. Được, thì thằng này vẫn phải return, có kiểu dữ liệu mà. Return, ví dụ như là int sum hay là return ba này cộng lại với nhau luôn đúng không? Nhân nhau. Ờ nhân nhau cũng được. Nhân nhau mà đặt là sum thì hơi ngu. Đấy cơ. Đấy. Đây, nếu như bỏ đi cái này có được không? Thử thử bỏ đi xem được nhé. Không được đúng không? Nó vừa trùng tên lại vừa trùng kiểu tham số, trùng kiểu dữ liệu nữa đúng không? Nếu mà string thì được đúng không? String. String. Thì thằng này cũng phải là string. Đúng không? Cùng kiểu tham số nhưng mà khác về kiểu dữ liệu thì vẫn được. Mình làm chồng của Java đúng không? Đấy, thì chấm phẩy với thằng này cũng không lỗi nhé. Chấm phẩy đi không sao, hay là chấm phẩy cuối cũng không chết. Đấy. Nên nhiều khi ở trong đề nó hay bẫy bẫy kiểu chấm phẩy chết không ấy. Chấm phẩy trước này đấy. Chấm có lỗi không? Đấy. Mà cũng là bẫy bẫy. Bẫy xem nó hiểu bản chất không? Ừ, nhưng mà đề thi nó cứ test, đề test nó cứ bẫy thế. Rồi thì có hai từ khóa đặc biệt với interface đúng không? Là default. Default này nó khác với cả cái asset modifier default nhé. Asset modifier default có nghĩa là không có modifier gì đúng không? Không có private, public hay là protect đúng không? Nhưng mà thằng default này là viết hẳn cái từ khóa default ra. Default static này. Trong interface thì nó vẫn có thể tạo các phương thức triển khai bình thường. Được chưa? Thì muốn tạo phương thức triển khai thì bắt buộc phải dùng hai từ khóa này ở trong interface. Không, phương thức này là phương thức bình thường. Cho nên là nó sẽ không cần phải là bắt buộc phải triển khai. Nó có phải là phương thức abstract đâu. Đây đúng không? Các phương thức này nó đang implement interface này. Ai test này này. À, override đi, thử override nhé. Thử override nhé. Override cái thằng... Đào đâu nhé. Method nó màu đây nhá, gửi thằng này nhá. Mà thử có xem nó có nhắc lại không? Đây đó, nhắc lại luôn này. Đây bỏ cái này super đi, vẫn được đúng không? Vẫn upright được. Ừ, không bắt buộc thôi, thì nhưng mà vẫn có thể upright được. Tại vì nó vẫn quy tắc này vẫn kế thừa mà, vẫn triển khai mà, đúng không? Nó vẫn là thằng cha của thằng này mà. Đó, với nguyên tắc thì nó vẫn là cha của thằng này. Nhưng mà nó không bắt buộc. Bởi vì nó là phương thức riêng mà. Bắt buộc là phương thức abstract.
bắt buộc thì nếu tạo phương thức object thì nó bắt buộc phải triển khai. Đây, nếu mà tạo phương thức object khác nữa đúng không? Ví dụ tạo thêm một chức năng nữa đi đúng không? Void method 2 đi. Vâng. Thì tạo khi tạo thêm một chức năng, tức là mình xây dựng nha, trong quá trình code mình xây dựng các chức năng dần dần đúng không? Cứ mỗi lần mình thêm một chức năng vào thì thằng triển khai này bắt buộc nó phải triển khai thêm một chức năng đấy. Đấy. Bắt buộc nó phải triển khai thêm chức năng đấy. Đúng không? Thì cái việc ứng dụng này ví dụ như là cho các ông ghép code với nhau đúng không? Một ông bây giờ tự dưng thêm một chức năng mới thì ông kia bắt buộc là sẽ báo là ông phải triển khai đó. Đúng không? Phải cập nhật thêm code vào. Được chưa? Thì chủ yếu là sau này mình anh thấy là các dự án thực tế thì dùng interface nhiều hơn nên anh em để ý cái interface nhé, dùng interface nhiều hơn. Object thì ít dùng hơn. Mà interface dùng rất nhiều nhá. Thì lưu ý cách dùng interface nhiều hơn. Ứng dụng nào là sau này nó sẽ chia tầng. Chia tầng để các interface thường là cái tầng nghiệp vụ thì sẽ dùng interface. Ví dụ là tầng service chẳng hạn. Nó để truy cập đến các phương thức là thêm sửa xóa dữ liệu chẳng hạn. Object thì tạo ra một class char thôi. Đơn giản là tạo một class char trừu tượng thôi. Ví dụ tạo ra một class nhân viên chẳng hạn. Chẳng qua là nó sẽ giúp cho mình clean code thôi. Mình sẽ không phải code lại các class con quá nhiều nữa. Khi mà nó có kế thừa đúng không? Chỉ cần các phương thức ở thằng cha thôi. Còn thằng cha thằng con nó triển khai nó extend lại thì không phải code lại nữa. Bản thân nó là clean code thôi. Tạo ra để clean code. Đúng không? Nếu mà em tạo ra hai class mà có quá nhiều cái đặc điểm giống nhau ấy thì em phải code được hai lần không? Thay vì đấy em chỉ code một lần ở class cha thì em cho extend lại. Thì hiệu năng của nó chạy chắc chắn là tốt hơn rồi. Đúng không? Nó ngắn hơn mà. Nó không phải comply nhiều. Nguyên tắc kế thừa chẳng qua là để clean code thôi mà. Để cho mình code ít hơn thôi. Hiệu năng ứng dụng nó chắc chắn sẽ tốt hơn khi mà mình phải code ít hơn đúng không? Code ít dòng hơn. Rồi, ok. Xuống dưới chẳng qua gì không? Một interface có thể kế thừa interface khác đúng không? Vừa anh em mới rồi. Thì nó là dùng từ khóa extend. Interface con thừa hưởng các phương thức và hàng số được khai báo trong interface cha, đúng không? Interface con có thể khai báo thêm các thành phần mới. Cái đúng đúng không? Nó có thể là khai báo các gì phương thức riêng của nó đúng không? Ví dụ thằng interface test 2 này đang extend thằng test này và extend thằng test 3 đúng không? Thì hoàn toàn nó có thể là void phương thức riêng của nó đúng không? Void method of test 2 đúng không? Thì nó hoàn toàn có thể là có phương thức riêng. Thì thằng này có phương thức riêng mà thằng này đã kế thừa thằng iTest rồi thì thằng này triển khai này cũng bắt buộc phải là gì? Triển khai cái phương thức của thằng con, thằng interface con. Đúng chưa? Thằng test 2 này đang implement thằng iTest mà. Implement iTest và implement cả iTest 2 nữa. Item 2 này nó thêm cái gì? Thêm một phương thức của nó thì thằng này cũng phải triển khai. Rồi, từ khóa extend được sử dụng để kế thừa interface nhé. Đây là ví dụ thôi. Thì đi xuống cái asset modifier của interface này. Mặc định các phương thức object của interface đều là asset modifier là public rồi. Mặc định nó là đều là public rồi nhé. Không thể sử dụng private hoặc protect cho các phương thức của interface. Bây giờ mình có thể đưa cái này. Đây, thằng test đi. Bây giờ mình có thể là cho public vào đây. Đúng không? Public vào thì nó ẩn đi này. Nó ẩn đi có nghĩa là gì? Asset modifier của thằng mặc định là public rồi. Thì đưa public vào đây là thừa, ý nó bảo thế. Đúng không? Nhưng mà cho các thằng khác vào thì có chết không? Private vào này, chết. Đúng không? Nó bảo là gì? Method body này hoặc là gì private method in interface should have a body đúng không? Thêm body á, ừ, thử thêm body vào xem chạy được không? Return không được à? Xem theo này nha.
Bây giờ bỏ này đi. Không lỗi. Enter à? Đây nhá. Vấn đề à? Chẳng nhẽ có lên mới. Không thể. Bây giờ thử cho vô tách nhá. Vô tách Z. Mix xong nó vô tách. Vô tách gì chết này. Private lại được. Private được. Private thì nó là tính bao đóng không? Bao đóng thì nó chỉ là của chính nó không cần phải triển khai chỗ khác. Tôi đã làm sửa đấy. Nhưng mà mặc định này thì nó có phải là default không? Mặc định như này thì phạm vi phải default không? Không. Phải default thì nó là cái gì? Mặc định này là phạm vi nó là public nhé. Chỗ này là sai đúng không? Không thể gì bỏ cái này nhé. Cái này chắc thằng nào sửa trong quảng vào sửa. Trong quảng vào sửa. Rồi, private thì phương thức bắt buộc phải triển khai. Sửa cái đấy là private, với private bắt buộc phải triển khai phương thức nhá. Nếu mà là private thì nó là phương thức riêng. Phương thức riêng thì nó lại bắt buộc phải triển khai, nó lại là không phải là phương thức abstract được. Bởi vì tạo ra phương thức abstract là để thằng khác kế thừa mà. Để thằng khác triển khai mà đúng không? Cho nên là nếu mà private mà lại vừa lại là abstract để triển khai thì không được. Đúng không? Vừa là private mà lại vừa cho thằng khác triển khai thì lại không được. Nó lại mâu thuẫn cho nhau đúng không? Thì lúc này nó lại thành thằng riêng này, giống như thằng default với thằng static đúng không? Đây ba thằng này giống giống nhau này. Ba này giống hệt nhau này. Đúng không? Thì chỗ đấy lại phải sửa lại. Ừ, sửa slide cho anh nhé. Không cần thiết phải chỉ rõ xem nó là public đúng không? Thì đưa public cho nó thừa thôi. Theo biến thì nó là hàng đây. Ừ, thử private nhé. Private A bằng UTA. UTA bằng không. Bây giờ không được này. Nó bảo gì mặc định là public cái này. Make lot private này. Make lot private. Thì như này thì là mặc định là public rồi. Protect xem. Cũng không được, đúng không? Chỉ có phương thức thì được. Thì thằng này nó cấm khai báo biến mà. Nó chỉ là hàng thôi mà, mặc định nó là hàng mà. Đấy, private file đi. Không được. File. Không được. Không được nhá, không khai báo biến được, không bắt khai báo thuộc tính được. Nó chỉ đúng với phương thức thôi. Có thể khai báo hàng số trong interface đúng không? Không cần thiết phải chỉ rõ set modifier cho hàng số, mặc định là public. Không cần thiết phải ghi rõ từ khóa file cho hàng số, đúng không? Chỉ cần như này thì mặc định là hàng số rồi. Ừ thì nó là hàng số rồi thì không cần phải final nữa đúng không? Không cần phải public nữa. Chỉ cần như này thôi đúng không? Rồi, lớp lạc danh. Lớp lạc danh là gì? Lớp lạc danh là một lớp đặc biệt được khai báo và khởi tạo đối tượng tại cùng một thời điểm. Anonymous cần class cần kế thừa một lớp hoặc triển khai một interface. Như nào? Ví dụ ở đây có một cái interface rival đúng không? Thì đây nó ở đây nó vừa gì? Vừa khởi tạo đối tượng này, vừa triển khai luôn cái interface này. Thì nó gọi là lớp lạc danh.
Vâng. Cái này là lớp lạc danh thôi chứ nó không phải là khởi tạo đối tượng đâu. Lớp lạc danh nhé. Cái này nó gọi là tạo ra class lạc danh ấy. Tạo class. Hay là do mình để kế thừa nhiều. Bây giờ anh cắt hết kế thừa đi nhá. Hay là phiên bản mới. Hay là phiên bản Java mới. Ừ, vô lý. Anh trước từ trước để private là chết mà. Bây giờ tự dưng thằng private lại chạy được. Bây giờ chạy run nhé. Run xem nó có bug gì không. Không có bug gì luôn. Bây giờ anh thử cho cái thằng này đang implement ITS này. ITS đang có phương thức private này. Thử gọi nhá. Bây giờ gọi kiểu gì bây giờ? Bây giờ nó là private thì nó gọi kiểu gì? Không hiểu private thì gọi ra kiểu gì? Khai báo này anh chả làm gì đúng không? Bây giờ có thể khai báo từ cái thằng triển khai được không? À, thử tiêm thằng triển khai sang nhá. À nhưng mà nó cũng không ấy đúng không? Nó không triển khai bên này thì gọi sao được? Bây giờ thử thêm static vào xem gọi được. Như nào? Gọi private trong default á. À gọi đây á. Gọi thử nhá. Gọi sum xuống này. Truyền 1.2 vào đây. Xong rồi làm mà xích thì mau luôn. Nó đang bị tơn mà. Xích thì mau sum 1.2 thì nó vẫn là return 0 rồi đúng không? Rồi bây giờ sẽ gọi cái thằng default này. Gọi default từ thằng default này thì nó có được triển khai ở đâu đâu mà gọi. Ok, cái phương thức này nó được thử override lại thằng này nhá. Override lại thằng này rồi đúng không? Override thì nó triển khai riêng mà, thử gọi bằng super được không? Override method normal đây đúng không? Normal ở bên này đúng không? Normal đây đúng không? Super. Sấm. Nó không có lệnh cơ. Không gọi được. Super này. Không gọi được em ạ. Không gọi qua super được. Thử gọi từ main nhá. Interface ITest bằng lưu test animal như này. ITest chấm method normal. Có chạy xem có lỗi gì không? Không có gì luôn. Ơ nhưng mà không có sigma không à? Gọi thằng lốc mồ này. Đây gọi đây mà sigma đây nó không ra này. Làm. Cộng này. Thêm cái sigma nữa là gọi chỗ này không. Không gọi luôn. Không gọi. Đây, bây giờ xem có gọi thằng này không? Gọi con IMPL.
có gọi thằng con, có gọi con nhưng mà nó không liên quan đến thằng cha, không liên quan đến thằng trong interface. Bây giờ thử gọi từ static xem được nhé. Test chấm sum không, chấm sum này là sum sum kia rồi, sum này là sum ba cái rồi, nó đang gọi đến static này. Bây giờ phải gọi cái thằng sum này xuống sum này cơ, và thằng method nó mồ xuống và thằng sum xuống nhé. Rồi gọi thằng sum xuống đây và đi luôn ở đây đúng không. Không được này, chết này. À thì static phải đi chơi với static rồi đúng không, cái này mà là static mà cái thằng này không phải static thì làm sao gọi nhau được, không được, không gọi qua static được. Qua static ở đây thì còn nghĩa lý gì nữa. Ờ từ từ vừa private vừa static nhá, không gọi được. Hiểu tí nữa giải thích sẽ hiểu. Hai số à? Ô ba số à? Sao bây giờ lại không truyền được? Create method sum intent. Ở đâu cái này có 3 mà. À cái này string, string sai sai đối số. Sai đối số. String. Chuỗi. Ba. Lại. Nha. Bây giờ khoa đẹp dai này, gọi sum trong sum được rồi. Tính chứng tỏ là không lỗi. Đấy, gọi sum trong sum được này. Nhưng mà nó là phải gọi thông qua static cơ. Gọi qua static mới được. Nhưng mà tính tỏ là đi khoa, đi từ khóa private nó không chết. Ờ thế gọi Java khác. Phiên bản khác lên. Sao lại không bản nào? 16. Ồ thế hoa 16 khác à? Chuyển à? Giờ thích không phải học liệu anh trai đâu, anh đang vào chơi học liệu của Java 8 mà. Ấy. Giời. Hỏng rồi. Ồ thế nhưng mà biết tên được cái mới không? Java 16 không chết. Với Java 8 thì đúng. Đúng không? Biết được thêm cái mới không? Với Java 16 thì lại dùng được đúng không? Đấy, câu này phỏng vấn điểm cao vãi đáy. Biết đâu công ty đang dùng phiên bản Java 16 đúng không? Không, hỏi luôn thằng phỏng vấn đấy, anh có biết Java 16 interface như thế nào? Đúng không? Đa số thì dùng Java 8 rồi, nhưng chơi bảo là bây giờ anh cứ biết interface mới update ra 3 phiên bản 16 nó như nào, nó khác nhau như nào, đấy, hỏi lại, treo nó biết không? Đúng không? À, đấy, Java 8 là chết đấy. May là phát hiện ra nhỉ. Tưởng liệu sai. Tưởng hoặc là update lên. Hey. In hey. Ok thằng Anonymous class này thì cũng ít dùng thôi. Class đặc danh thôi, class đặc danh thôi. Vừa khởi tạo. Đây này thì nó có một cái interface này. Ví dụ đây mình có interface rồi đó, interface test 3 đi. Tạo phương thức trong này đi. Void demo method of test 3 này đúng không? Thì class đặc danh nó sẽ làm như nào?
vẫn lấy cái thằng interface IT3 đúng không? IT3 đúng không? Bằng lưu à? Nè, yêu cầu như này. Đấy. Có cần phải chấm phẩy nữa đúng không? Chấm phẩy nữa. Phẩy đây à? Đấy, thế thôi, đơn giản thôi. Cái này nó gọi là class đặc danh này. Thì ít thùng mà, anh chứ tạo ra điểm gì đâu, anh chị. Thế, không phải. Rồi, dùng một lần đấy. Class ta chỉ dùng một lần thôi, mà không gọi dùng lại để làm gì cả. Không, khác đấy. Nó là class đặc danh mà, nó vừa triển khai trong này luôn mà. Phải là đối tượng nào gì có đoạn triển khai này. Em thử bỏ đoạn triển khai đi xong ngóc chết ngóc không? Đúng không? Chả chết ngóc. Đúng không? Rồi, mấy cái kẻ convention thôi. Convention cách cách mình đặt tên class thôi, đúng không? Thì anh em đọc thôi. À, không có gì cả. Đấy, cohesion này là cái quy ước đặt tên sao cho nó hợp lý thôi. Inheritance hay là aggression. Cái này đọc rồi nhé. Hả? Chịu. Cái này đi copy cho em mà, biết. Mấy cái ký ức đặt tên thôi mà, con system này tính đồng nhất là tuân thủ các tiêu chuẩn của Java và các ký ức đặt tên này, chọn các tên phù hợp cho các lớp này, thuộc tính phương thức này, đúng không? Nói chung là sao cho đặt cho nó có nghĩa vào, đúng không? Rồi lên định nghĩa một constructor không có tham số cho lớp này, đúng không? Thì bảo ta tại sao lại lên định nghĩa một constructor không tham số, là bởi vì mình hay khởi tạo đối tượng không có tham số, đúng không? Thì lên định nghĩa một cái constructor không có tham số. Bởi vì khi trong quá trình làm thì việc ấy, mình chắc chắn là phải tạo ra constructor rồi. Cho nên là mình nếu mình không tạo constructor không tham số thường là mình quên, sẽ bị lỗi, đúng không? Hoặc là quá trình làm mình cũng thường xuyên là phải khởi tạo ra một đối tượng mà không có tham số, đúng không? Thì họ bảo là lên định nghĩa một constructor không có tham số này, đúng không? À, tính bao gói này, encapsulation này, nên sử dụng từ khóa private đối với các trường dữ liệu này. Không nên để truy xuất trường dữ liệu từ các đối tượng bên ngoài, đúng không? Định nghĩa phương thức getter nếu muốn lấy được giá trị của thuộc tính này. Định nghĩa phương thức setter nếu muốn thay đổi giá trị thuộc tính này. Tức là không nhất thiết là mình sẽ phải đạt có cả đầy đủ getter và setter, đúng không? Trong trường hợp mà mình chỉ cần là tạo ra class với là chỉ lấy ra thông tin thôi thì chỉ dùng getter thôi cũng được. Có thể bỏ setter đi, đúng không? Không cần thiết là cứ phải là đầy đủ. Rồi carry tính rõ ràng này, có nghĩa là nhiệm vụ của các lớp này, các phương thức cần phải dễ hiểu và dễ giải thích này. Đây gọi là các quy ước thôi mà, số quy tắc mà phải làm nhiều ấy nên ra được những quy tắc này chứ, đúng không? Anh em đọc thôi. Chứ còn yêu cầu mà ra ngay được quy tắc này có. Ok, các bạn này nhá. Có gì phải hỏi ra về lý thuyết không? Hỏi gì nữa? Nó không chung, đơn giản là không chung thôi. Và khi mà anh thắc mắc là khi mà thay đổi thì nó sẽ bị conflict, nó bị ví dụ anh có một cái hai cái đang dùng gọi là chung một phương thức, nhưng mà một thằng nào đó muốn thay đổi thì mình tạo một phương thức khác và tách nó ra thôi. Em đã từng gặp trường hợp này rồi, và nó thay đổi một phương thức nhưng mà xong rồi ví dụ thay đổi màn hình của bên team này ok chạy ok, nhưng mà sao bên team khác nó sai hoàn toàn, nó dừng chương trình luôn, server chết luôn. Thì như thế thì cái đấy thì bên giải pháp ở bên nghiệp vụ họ sẽ phải hỗ trợ thay đổi với cả check trước khi check xem là cái hàm này có những thằng khác gọi hay không rồi mình mới có thể code được. Với cả nếu mà trong dự án chặt chẽ người ta đã phải viết ra cái tên hàm đã liệt kê ra hết tên hàm phương thức mà lực tiên cần phải viết rồi, nó sẽ không phải là cái đã thiết kế nó sẽ không để từng tên hàm đâu. Đúng rồi, nó còn có một cái file dành riêng, ví dụ dự án to làm ấy, thì nó có tận gần 10 cái tem nhỏ được cơ, thì nhưng mà nó dùng sổ rút gốc ban đầu. Thế có phải một thằng nó phân tích dự án mà phân tích thiết kế hệ thống ấy.
nhưng mà bởi vì làm dự án nhỏ á đừng nghĩ cho nó có in tỏ hội nào biết đâu. Nhưng mà cái đấy chủ động thì trách xem là nó có ảnh hưởng khác hay không.